Giờ con bật cho mẹ nhá. Nào, thích bấm huyệt hay xoa bóp? Xoa bóp. Con gái lãnh lương mua máy massage về cho mẹ trải nghiệm, nhìn biếu cám của chị mẹ khiến dân mạng không nhịn được cười. Khi đó, cô con gái đã chắc chiêu cả một tháng lương để mua cho mẹ một chiếc máy massage đa dụng. Chỉ cần dán miếng dán lên vị trí nhức mỏi rồi bấm nút khởi động, thì chiếc máy có thể massage và cả bấm huyệt giúp thư giãn và giảm nhức mỏi. Thế nhưng sau khi dán vào người của mẹ chỉnh chu đâu vào đó, cô gái đứng sang một bên rồi bấm nút khởi động. Chưa kịp nhìn nó thì thấy người mẹ thư giãn ở chỗ nào, mà chỉ nhìn thấy người mẹ giật nảy mình như vừa có một luồng điện chạy nhanh qua người. Trời đất ơi, tự nhiên cái thuộc tỉnh này luôn, tự nhiên hết hồn rồi. Thôi, bố thì sao? Thích không? Thôi, ôi! Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Thích mà. Đồng thời thể hiện nét mặt nhăn nhó khổ sở, khóc không thành khóc mà cười cũng chẳng có ra cười, miệng thì tươi như hoa nhưng mà không ngừng la oai oái, rồi lắp ba lắp bắp la lên rằng mẹ sợ lắm rồi, bấm dừng lại cho mẹ đi. Khoảnh khắc người mẹ cứ giật nảy mình liên hồi khi có một đợt xung điện chạy qua khiến cho nhiều người xem không thể nhịn được cười, thậm chí là có một số người còn cười ra nước mắt khi chứng kiến hình ảnh dở khóc dở cười của người mẹ. Một số bình luận được mọi người để lại: cô cũng từng được bạn cho thử một lần giật bắn người thật sự chứ chả chơi đâu, cái này người ta bấm lên từng nấc để cảm nhận chứ chưa gì đã nhảy lên nấc 15 thì cô bị giật mình là đúng rồi, chả biết là cô đang cảm thấy sung sướng hay đau khổ nữa, chắc mẹ thấy thích quá nên mẹ cười suốt luôn kìa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.